Nói với em có sai chăng, phải đau đớn mới mong trưởng thành, mới biết tiếc thương những gì đã mất. Xanh bước đi mãi bên nhau, rồi lạc mất ở ga chuyến tàu. Tình đâu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồi thời gian cứ trôi, em ngỡ tim mình đã thảnh thơi. Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên, em đã dặn lòng không nghĩ đến. Đến anh, người em không thể nào quên. Nếu như em gặp anh, lúc hai ta đã trưởng thành, trân trọng người ở cạnh. Có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhen mà hờn giận, rồi lại mới mất nhau thêm một lần. Rồi thời gian cứ trôi, em ngỡ tim mình đã thảnh thơi. Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên, em đã dặn lòng không nghĩ đến. Đến anh, người em không thể nào quên. Nếu như em gặp anh, lúc hai ta đã trưởng thành, và biết trân trọng người ở cạnh. Có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhen mà giận, rồi lại mất nhau thêm một lần. Mùa hè năm ấy cứ ngỡ năm trước, đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời. Rồi bao mùa trôi, vòng tay ấy xa tầm với. Còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh. Anh là một nỗi buồn đẹp nhớ đêm cát để rơi. Nếu như em gặp anh, lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết trân trọng người ở cạnh. Chọn chị đẹp được yêu thích nhất, hạng mục hồi sinh, từ bây giờ cho đến 23 giờ 59 phút ngày 25 tháng 11, hạng mục trưởng nhóm thành đoàn, từ bây giờ cho đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Honlala. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21 giờ 15 trên kênh VTV3, 21 giờ 45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Honlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10 2023.